Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Rồi Giờ. Mình viên Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tây Linh và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. À, trước tiên Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là cái video Đại Lâm sẽ nói về kèo cột hiện tại ra sao và như thế nào. Và các anh em của Việt Nam chúng ta rất muốn giao lưu cùng với Li Hua. Có thể nói hiện tại bây giờ sau khi Li Hua đã có một trận đấu rất thuyết phục trước Long Ki, huyền thoại của Việt Nam chúng ta, thì có những kèo cột anh em miền Nam Việt Nam rất muốn giao lưu cùng Li Hua. Nếu các bạn nào có theo dõi trên kênh YouTube của Lâm và nghe những lời trên video này thì các bạn hãy biết tiếng Cam gì đó và cứ truyền đạt lại cho bên phía Li Hua sẽ ra sao nha các bạn. Rồi, đầu tiên trước đây Long Ki cũng từng chấp Sang Lửa và Gơ Tây. Long Ki từng chấp Sang Lửa và Gơ Tây 6-7 năm về trước gì đó nha. Và Long Ki lúc đó cũng đang là thời kỳ đỉnh cao của phong độ. Còn hiện tại bây giờ Li Hua đã thắng được Long Ki và cặp của Gơ Tây và Sang Lửa cũng rất muốn giao lưu với Li Hua. Nếu Li Hua của Cambodia một chấp hai Sang Lửa và Gơ Tây nha các bạn. Để Lâm xin nhắc lại các bạn biết nha. Trước đây Long Ki từng chấp Sang Lửa và Gơ Tây tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại bây giờ 2024 Li Hua rất muốn, Li Hua đã hạ knock out Long Ki thuyết phục, thì Sang Lửa và Gơ Tây hiện tại bây giờ cũng không còn phong độ như trước đây, nhưng cũng rất muốn giao lưu với Li Hua. Nếu Li Hua một chấp hai Sang Lửa và Gơ Tây nha các bạn. Đấy là kèo cột. Nếu các bạn nào có nghe được video này của Đại Lâm thì các bạn hãy thông dịch gì đó dùm với bên phía Cambodia hoặc là Li Hua. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều về điều này nha. Đấy là kèo thứ nhất về Sang Lửa và Gơ Tây. Rồi, còn kèo thứ hai. Trước đây Ma Châu từng cầm cái bàn và đối đầu với Long Ki, ngang ngửa nhau thời kỳ đỉnh cao giữa Long Ki và Ma Châu. Ma Châu cầm cái bàn. Còn hiện tại bây giờ cái bàn của Ma Châu không còn như trước đây nữa. Và Li Hua hiện tại bây giờ có thể nói là đẳng cấp số 1 của Cambodia và hầu như xoán luôn ngôi của Long Ki của Việt Nam chúng ta về solo ki 9m. Cho nên thông tin nhận được và cái video trước Đại Lâm từng làm cho Ma Châu đấy, Ma Châu rất muốn giao lưu với Li Hua nha. Video Đại Lâm trước đã cũng đã có làm rồi. Ma Châu rất muốn giao lưu với Li Hua cái bàn và cái ki. Còn hiện tại bây giờ Ma Châu cũng rất muốn giao lưu cái bàn và cái ki của Li Hua hiện tại bây giờ. Sổ thì rất khủng và khủng theo Đại Lâm nhận được từ thông tin của Ma Châu nha. Đấy là kèo cột hiện tại bây giờ. Kèo thứ nhất, nếu Li Hua nhận lời giao lưu chấp hai Gơ Tây và Sang Lửa. Đấy là kèo thứ nhất nha các bạn. Còn kèo thứ hai là Ma Châu cầm cái bàn cũng rất muốn giao lưu gặp lại Li Hua. Hiện tại bây giờ có thể nói là Li Hua quá đẳng cấp và Ma Châu cũng thật thụ, rất muốn giao lưu gặp gỡ Li Hua. Rồi,
là như thế, hai kèo trước mắt là như thế nha các bạn. Còn các bạn nào xem trên kênh YouTube của Lâm, video của Lâm, thì có thể nói là những comment khách quan của các bạn để Lâm đều ghi nhận. Các bạn thì có người yêu thương Long Ky, cũng có người yêu thương Lý Hô, thì có những comment này kia có thể nói là ok, khách quan. Hiện tại bây giờ theo Lâm nhận định, Lý Hô là số 1, number 1 của Cambodia và của tất cả các cầu thủ còn lại về cái kỳ solo 9m và 12m. Hiện tại bây giờ Lý Hô là số 1 rồi. Còn những kèo cột trước đây, nếu Lý Hô đang là số 1 thì có thể dám đương đầu với những kèo như thế này. Trước đây Long Ky từng chấp một đứa em chơi ở Biên Hòa tại sân Sơn Trà, giáo xứ Sơn Trà. Set đầu tiên thì 1m đích thôi nha, các bạn nghe kỹ nha, 1m đích, và set sau là 80 cm nha, là set đầu là 1m đích, còn set sau là 80 cm nha. Đấy là Long Ky chấp, thời kỳ đỉnh cao của Long Ky chấp những cao thủ Ky sòn sòn là 1m đích và 80 cm. Và Long Ky từng chấp tài nhỏ 4 nốt nhạc, Sang Phan Rang 4 nốt nhạc, Xỉn Xỉn 3 nốt nhạc, Cao Cầu của Biên Hòa Đồng Nai 3 nốt nhạc, và Điền của Đồng Nai 3 nốt nhạc. Đây để Lâm nhắc lại cho các bạn biết nha, thời kỳ đỉnh cao của Long Ky, Long Ky từng chấp cao thủ kia sòn sòn là 1m đích nè và 80 cm đích, và kèo hạn là chấp Điền Đồng Nai 3 nốt nhạc, Cao Cầu 3 nốt nhạc, Tài Nhỏ 4 nốt nhạc, Sang Phan Rang 4 nốt nhạc, Xỉn Xỉn lúc đó là 3 nốt nhạc. Rồi, những kèo như thế thì anh em miền Nam hiện tại bây giờ rất mong Lý Hô hiện tại bây giờ là số 1 về solo kỳ, có thể chơi những kèo như thế này không, và cáp với nhau vừa kèo vừa vặn để cho Lý Hô sang Việt Nam. Những người hâm mộ Lý Hô ở Việt Nam cũng rất nhiều, và rất nhiều cũng rất muốn Lý Hô sẽ chơi những cái kèo này để chứng kiến, chứng minh rằng hiện tại bây giờ Lý Hô sẽ là một huyền thoại tiếp theo, một ông vua kỳ tiếp theo của Cambodia, huyền thoại. Ok man, Lý Hô 202, tương lai, rất tương lai về môn kỳ pháo 9m solo và 12m. Rồi, một lần nữa xin chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Chúc cho Lý Hô và một cao thủ trẻ nữa rất dễ thương, đó là Chen Len, Chen Len của Cambodia, và những người yêu mến fan bóng chuyền, đặc biệt là kèo Ky solo, luôn sức khỏe, bình an, mọi điều tốt đẹp nhất nhé. Ok, Lý Hô hãy sang Việt Nam và sẽ là một huyền thoại trong mắt của những người hâm mộ Lý Hô trong tương lai. Hiện tại bây giờ có thể khẳng định rằng 2024 và sắp tới dài dài, Lý Hô sẽ là số 1 về solo kỳ 9m và 12m. Ok, number 1.